Các bạn hiện tại đang quan tâm đến dòng xe nào nhất? Đối với Mimi cảm thấy là thời điểm hiện tại dòng xe Wayanfa là dòng xe mà đang được các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh quan tâm nhiều nhất. Các bạn biết là trong thời gian tới thì điểm sàn của điểm thi đại học sắp tới sẽ biết rồi, và Wayanfa là dòng xe mà được các bạn sinh viên lựa chọn rất là nhiều. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các màu xe cũng như là các phiên bản mà hiện tại Wayanfa đang có để các bạn có thể lựa chọn màu mà mình có thể yêu thích nhất nhé. Bên cạnh mình đó trước là màu xám. Như các bạn biết là màu xám này chỉ được mới bán ra thôi. Trước đây thì nó sẽ là màu xám và pha với màu trắng, nhưng hiện tại thì Honda ra màu mới, được phối rất là đẹp hơn này, thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, và phối giữa hai màu xám đậm và xám nhạt. Hiện tại ở bản màu xám này giá chỉ khoảng ngoài 19 triệu thôi. Và như bạn thấy trên xe thì bên mình có cả lắp thêm đèn LED và vành đúc để cho bạn nào có thể yêu thích hơn. Các bạn biết là đèn LED thì nó ánh sáng nó sẽ tốt hơn, nên các bạn nếu mà yêu thích về cái lắp đèn LED này có thể qua để mình có thể tư vấn rõ hơn về những cái phụ kiện theo xe nhé. Và ngoài ra thì về các phụ kiện khác thì bên mình có lắp thêm cả những giá đèo hàng rồi móc treo đồ, bên mình đều có đầy đủ hết. Khi các bạn mua xe thì không cần phải lo lắng gì cả, cứ chỉ cần mang người và tiền qua thôi thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Còn bên này thì mình đang có màu xanh. Màu xanh này hiện tại bên mình đang có doanh số bán cũng rất là tốt. Và như các bạn thấy trên xe này, bên mình có lắp thêm LED của cả xi nhan này, LED của đèn pha cốt và LED của cả đèn hậu nữa nhé. Và ngoài ra thì bên mình cũng có cả độ thêm phần tay xách cũng như là phần giảm sóc sau, nhìn xe rất là thể thao. Đó, vành đúc thì cũng có hai màu, hai phiên bản, đó chính là bạn có thể chọn vành đúc 5 nan hoặc vành đúc 9 nan. Giá thì nó cũng chỉ tương đương nhau thôi. Ví dụ như bản này thì bên mình cũng chỉ để giá khoảng ngoài 19 triệu thôi nhá. Và các bạn hãy nhớ rằng hiện tại mua Wayanfa thì bạn có thể được lựa chọn quà khuyến mại, đó là bạn có thể lấy một thẻ điện thoại trị giá 500.000 hoặc là lấy hai mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda nhá. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp ngay với mình để mình có thể tư vấn. Còn hiện tại bên mình đang có là Wayanfa màu đỏ này. Wayanfa màu đỏ hiện tại giá rất là tốt, giá chỉ khoảng ngoài 18 triệu thôi là bạn có thể sở hữu xe rồi. Và bên cạnh đó là màu xanh. Xanh này như bạn biết đó chính là màu xanh mới này. Như bản cổ điển mới ra thì mình có vừa tư vấn cho các bạn một chiếc là màu xám, và hiện tại đây là màu xanh mới. Xanh mới này thì nó cũng phối giữa hai màu là xanh đậm và xanh nhạt này. Đây là bản này thì bạn đang được xem, đó chính là bản vành nan phanh cơ nhá. Bản này hiện tại giá cũng chỉ khoảng ngoài 19 triệu thôi. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm hai màu khác nữa, đó chính là màu đen và màu trắng. Bạn nào yêu thích màu đen nhám này, thể thao thì có thể chọn màu đen cũng được. Màu đen thì giá cũng chỉ khoảng ngoài 19 thôi. Còn nếu mà màu trắng thì giá chỉ khoảng ngoài 18 triệu thôi nhá. Vậy bạn nào đang là học sinh sinh viên thì nếu đang có nhu cầu quan tâm đến dòng xe Wayanfa thì hãy qua ngay bên mình hoặc để lại số điện thoại ngay dưới comment để mình có thể liên hệ và hỗ trợ luôn cho các bạn. Và đối với dòng xe Wayanfa bên mình thì có cả hỗ trợ trả góp. Bạn có thể trả trước chỉ từ 0 đồng hoặc bạn có thể trả hơn một chút xíu cũng được. Nếu mà bạn nào đang muốn trả góp với lãi suất với chỉ cần trả trước 0 đồng thôi thì hãy liên hệ ngay với mình, bên mình đều có hỗ trợ trả góp nữa nhé. Và đặc biệt hơn là đối với các bạn ở xa thì mình đang có giảm giá từ 500 cho đến 1 triệu khi các bạn liên hệ để chốt xe. Và bên mình có hỗ trợ cả ship xe đối với các bạn ở xa nữa nhé. Và bên mình đều có nhu cầu cả làm mua xe rồi làm đăng ký biển số, bên mình đều có thể hỗ trợ được hết. Vậy nên các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và alo ngay để bên mình có thể hỗ trợ luôn cho các bạn.